Xin chào tất cả các bác Hôm nay em tiếp tục chia sẻ về cái cây sung Làm thế nào cho sung ra quả Thì cũng có nhiều bác hỏi là Cây sung của các bác là nâu không ra trái Thì trước tiên là nói về sung ra trái Thì cũng em xin giải thích qua một số câu trả lời của các bác Câu hỏi của các bác Có bác hỏi là cây sung của các bác các bác Là làm cho cằn cỗi để ra trái Hay là chăm phân vào thay đất để cho ra trái thì cái này ấy, nó thực tế hơn là những cây đang xanh tốt và đang xanh tốt thì lại phải hãm lại cho cằn cối thì mới ra trái được còn những cây đang cằn cối mà nâu rồi cũng không ra trái thì các bác phải chăm lại cho nó tốt lên thì mới ra trái đấy thì hôm nay là em xin chia sẻ đến tất cả các bác đối với những cây mà đang xanh tốt mà muốn hãm lại các bác nên để cho gọi là cắt nước dần dần ấy cho cây nó đứng nó chậm phát triển cho già thân cành và già lá nó trước tiên mà muốn cho ha vào lại các bác nên lưu ý là phải để cây nó phải có bông tay tán đây còn như cây này nó khi nào nó đủ bông tay tán thì bắt đầu lúc đó mới ra quả còn những cây mà chưa đủ bông tay tán mà ra quả ấy thì sớm muộn thì nó cũng mất thôi nó hay ra quả ở thân cành cơ bản nó có phải có dâu quả như thế này này đấy thì nó phải có dâu quả thì nó mới bền thì em hôm nay cũng xin giới thiệu đây là cành dâm đấy Cành dâm này từ, dâm từ tháng 8 năm ngoái Năm ngoái là em dâm rất là nhiều Nhưng mà về sau là em một số bác này cũng xin là em đã gửi tặng rất là nhiều Thì đối với cái cành này còn mấy cành nó sốt Thì em cắm là con nợn bị mất tai này, này Thì năm nay nó ra rất là nhiều Đây là dâm từ tháng 8 năm ngoái đấy Dâm từ tháng 8 năm ngoái là ra lên lớp quả thứ ba thứ 4 rồi Còn đối với cành này là cành em chiết chiết thì cũng phải khoảng chơi quả nào nữa này cũng phải là nửa thứ tư năm rồi đấy đây là cành chiết nhá đây cành chiết chiết nhưng vẫn giữ được quả và ra vẫn ra đều nộc non vẫn nên có thể là ngắt hái để nó nuôi quả và đây là cành chiết vẫn chơi quả bình thường đấy các bác xem và ra rất là sai luôn đây cành chiết đây là em là chơi quả những cành chiết đây rau quả vẫn phát triển bình thường Đấy. Thì đối với những cành chiết này thì cơ bản các bác trồng xuống không cần phải cho ăn phân lân gì Thì cây nó càng cằn thì nó càng dễ được giữ, giữ được rau quả đối với cành chiết Còn các bác mà chăm mà cho phân hay kích dễ vào là sớm muộn thì cái rau quả nó sẽ bật ná Đấy. Còn đối với như cây này là cành em dâm Đấy, Đến tháng 8 năm nay, bây giờ tháng 7 thì tháng, 8 năm, nay, tháng 8 năm nay cũng tròn một năm Thì cây nó cũng có gọi là bông tay tán rồi thì em cũng thả nước để cho cây ra quả thì em thả nước Đấy các bạn xem này em trồng em để vào cái một cái khay các bác cứ lưu ý, ý là muốn cây nó nhanh ra quả nó phải đủ nước có độ ẩm thì nó sẽ nhanh ra trái hơn đối với các, các bác mà trồng uh, trên uh, chậu to ví dụ là như cái chậu như thế này em làm ví dụ nhá ví dụ như chậu này nhiều bác bảo là chậu to không thể làm cách nào để cho đổ nước lên hoặc là bê vào một cái khay nào to hơn được thì ở dưới bất kỳ một cái chậu nào đều có một cái nỗ thoát nước các bác có thể là lấy miếng xốp miếng xốp đấy các bác uh, nhét vào các bác bịt lại đấy kê vào thì cái tỷ lệ nó giữ độ ẩm cho trên chậu này rất là cao thì các bác có nghĩa là một cái chậu là như thế này các bác có thể đổ được khoảng hai uh, lít nước vào căn làm sao mực nước nó khoảng tầm đến đây này đấy đối với những hôm mà thời tiết mà mưa ngập thì các bác phải tháo miếng xốp ra không để nâu nó mà ngập lên tận miệng chậu là có thể là sinh ra chết dễ thì các bác lưu ý là đối với những hộp trời nắng các bác cắt làm sao nước mực nước bịt à, cái nỗ thoát nước của chậu lại khoảng tầm 1 phần ba một phần tư nước nước đến ngang chậu thì cây nó sẽ đủ nước và nhiều khi là một phần trên các thân cây này các bác này các cái thân cây này nhiều khi các bác chú ý là sẽ có những con dẹp cám dẹp dày nâu là nó sẽ hút chích không thể nào cho ra dâu quả được mà có thể là hỏng hết đấy cây của em thì cơ bản là nó cũng không có sâu bệnh đây là cành dâm cành dâm này thì cùng tất cả ở nhà em cơ bản là nó cũng vẫn là một giống sung thôi đây cành dâm từ tháng 8 thì bây giờ ra nửa quả này rất là sai tất cả cái cành này cũng là dâu mua đây cũng là quả hết rồi sau này khoảng tầm nửa tháng nó ra quả tất này Đấy. thì khác với cành chiết và cành dâm cơ bản là các bác lưu ý là phải đủ bông tay tán thì ép quả nó sẽ dễ hơn. chứ nhiều bác uh, cưa có mỗi cái gốc xong là ra được mấy cái cành uh, nộc lực đang mạnh, bảo là muốn ép quả thì rất là khó. Đây, các bác uh, lưu ý là cái điểm này.